Đây hầu như không phải là gia đình nào cũng làm đâu bác nhỉ? Khoảng 50% gia đình làm thôi bác nhỉ? 70%. Vâng. Mà mùa nắng như này mà như mấy hôm trước thì có làm được không bác? Vẫn làm ạ. À? Đây là vừa rồi là đang làm phôi hả bác? Cái đấy là phôi dao à? Dạ. 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 Đây có khả năng là xưởng cũng lớn trong. Mến thưa quý vị và các bạn, Minh Toàn đang đi ở trong cái làng nghề Đa Sĩ thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Thì đi ở trong làng nghề này thì như các bạn cũng đang nghe các cái tiếng rèn của dao, rèn kéo của làng nghề. Có rất là nhiều nhà làm cái nghề rèn này quý vị các bạn. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng dao kéo. Ở đây thì chúng ta đang đi ở trong cái làng nghề nên là đường ở trong làng nó cũng khá là hẹp. Minh Toàn xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy dạo quanh một vòng làng nghề nhé. Đây, các bạn thấy. Tiếng rèn dao, rèn kéo ấy. Thank you.
Ở đây thưa mến thưa quý vị và các bạn, đây là cái đền mà trong này cũng có một cái gian để mà thờ cái tổ nghề, nghề rèn đấy. Ở đây thì làng nghề cũng có thờ tổ nghề, và đến ngày giỗ tổ nghề thì dân làng cũng góp lại để cúng tổ nghề. Mỗi tổ như thế là sẽ góp các cái nhà, các tổ chia ra với nhau để tưởng nhớ cái ngày tổ nghề. Như bây giờ mình toàn đang đi là đi vào mùa hè mà rất là nóng nực. Mà như quý vị bạn thấy thì mùa hè này mà tiếp xúc với lửa lại càng nóng hơn. Thế mới biết được cái nỗi khổ của cái người thợ rèn để làm ra những con dao, cái kéo. Đây, và chúng ta cũng đang đi qua cả các cái nhà rèn. Trong cái làng nghề đa sĩ này thì không phải nhà nào cũng làm nhà làm rèn đâu các bạn ạ. Tùy từng nhà, cũng có thể là nhiều nhà không làm rèn. Ngày xưa cách đây mấy năm thì là khi mà chúng ta vào làng nghề đa sĩ là chúng ta đã nghe tiếng dao kéo rồi, nhưng mà đợt này các năm đổi lại đây thì các máy móc đã trợ giúp được cái sức lao động của các cái thợ rèn, nên mà khi mà chúng ta vào làng là không còn nghe tiếng dao kéo và tiếng sắt loảng choảng như ngày xưa. Đây là ngoài mặt cái đường chính mà có thể là nói là bán các cái sản phẩm về dao kéo cũng như là của sản phẩm của cái làng nghề. Minh Toàn xin mời các bạn chúng ta hãy đi một đoạn cái đường chính này nhé. Đi thẳng đường này lên là chúng ta đi từ dưới làng Đạt Sĩ lên Hà Đông. Lên trung tâm của Hà Đông đấy ạ.
Ở đoạn này thì là chưa thấy bán các sản phẩm nhiều các bạn ạ. Nhưng chúng ta đi lên một đoạn nữa là các sản phẩm bày bán ở các dọc đường rất là nhiều. Đây, như đoạn này các bạn hãy quan sát nhé. Đây là làng nghề truyền thống mà được chứng nhận là một cái làng nghề phải bảo tồn cái di tích văn hóa của Việt Nam. Chúng ta ra đây là chúng ta đã ra khỏi cái khu mà sản xuất rồi. Đây chúng ta vòng lại một số cái nhà sản xuất nữa nhé, để quý vị bạn hiểu rõ thêm về cái làng nghề đa sĩ. Đây các bạn. Ở ngoài mặt đường lớn thì hầu như các gia đình cũng ít sản xuất, thì chủ yếu là đi vào trong làng thì các cái hộ sản xuất vẫn là giữ được cái nét đẹp truyền thống cũng như là nét đẹp của làng nghề, vẫn theo được cái tổ nghiệp ngày xưa để lại. Những con dao ở đa sĩ đây là những con dao mà có thể nói là rất là sắc bén. Nếu mà ai mà đã dùng cái sản phẩm dao kéo của làng nghề đa sĩ thì hẳn quý vị bạn sẽ không muốn dùng cái sản phẩm khác ngoài của cái làng nghề này để dao kéo đâu. Đây các cái tủ trưng bày bày bán dao kéo. Các bạn.